Ai, xuống kéo ơi. Chuẩn bị đi nương chứ, đi đâu rồi đấy? Đi tìm rượu uống. Uống uống lúc nào cũng uống đi nương thôi. Đi, bảo là đi. Đi một lúc rồi mà đi, đi nắng ấy. Này, đi một buổi nữa là xong rồi mà. Chơi nhiều buổi rồi. Mai là cứ chơi 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 cùng rách kia kìa. Xấu hổ người ta. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ biết xấu hổ. Ơi, à, đi đi. Ngày nào cũng rượu, ngày nào cũng rượu. Không có rượu cũng chưa được. Đi không bây giờ ơi? Không đi đâu, mệt lắm. Không đi ạ? À? Không. Ơi. Xem nhà ông có cái gì nữa không? Không có gì. Ê. Hey.
Ah,
xây, còn mới nấu cơm nấu ăn hết không để phân. Để cho chó ăn à. Nhà ăn à? Thế biết ăn xong biết làm. Con làm bơm nữa. Hôm tôi làm được mà. Bà có đi đâu. Cháo không đủ nấu. Ở nhà tự nấu ăn hết rồi không để phân. Sao ông đi ăn sẵn đi. Ăn sẵn nha. Không lấy được gì nào. Cháo à? Đừng nói nhiều. Bỏ đi cho chết đói bây giờ. Mình có sống nổi không? Hay là chết? Ông làm lấy gì mà ăn? Chết đi rồi thằng. Suốt ngày rượu rượu lấy gì mà ăn? Có rượu không được. Thế sao người ta vẫn sống được? Nhìn rồi nhìn nha. Cai được đâu. Đã bảo cai đi cơ mà. Ngủ đi không nói nhiều nha. Đức lên nha. Đức bà khác ơi.
đi làm lá nữa đi riêng đi đỡ hỏi dương Thank you.
Đi học bây giờ. Vâng. Học thêm chào bà. Chào bà, con đi học đi. Ôi, chị bắt con lại cho con nhé. Chị con lưu như chú trong mặt cho bà con. Đấy, đấy, chị mày. Chị bắt cho con. Chị đang ăn gì, chị đang ăn. Kêu nó nhiều thế, đi bắt tiếp. Nó đói rồi. Tí nó ỉa ra chân tao rồi. Bây giờ chị sẽ đặt tên cho con này là nhìn em này đáng yêu quá nên đặt là chạy ra tư. Chạy đi. Không. Chạy đi đâu. Con đói quá. Để ăn chuối ăn sáng tạm nhé. Mai bà đi mua gạo, bà xin gạo nhé. Vâng ạ. Này hết ăn hết rồi, phá hết rồi. Nước ớt nằm nó chấm. Cho con ăn thịt chuối kia đi, chuối này chả ngon đâu. Ngon bà bóc cái khác. Lấy dao kìa. Chuối. Ăn rau. Bà lấy chuối nhé. Ngon cho một miếng đi bà. Ngon không? Nóng thế. Lúc nào mình sẽ có cơm. Biết nữa, mai bà đi tìm kiếm á, bà đi lấy dâu đi bán nha. Vâng ạ. Ngon quá bà ơi. Ngon nhất, bà ăn đi. Ăn miếng đi. Bà ơi, sao còn đắng không? Đắng.
nó ăn hết, không để phần cho ta. Bà ơi, bà làm cái rau này cho ai đấy? Trời.